Đào Bá Lộc viết phăng mái tóc giả, viết để tóc dài, chặt đẹp, hội mỹ nhân V-Biz thế này ai đọ lại được. Nhìn Đào Bá Lộc nữ tính, dịu dàng thế này, chắc khối chị em phụ nữ ghen tị lắm đây. Sao nam giả gái để làm mới hình ảnh, phục vụ các dự án nghệ thuật nhằm tăng tính giải trí đã không còn xa lạ trong showbiz Việt. Từ Hoài Linh, Trấn Thành đến BB Trần đều từng đội tóc giả, trang điểm đậm, diện đầm lộng lẫy, khiến công chúng đứng ngồi không yên trước vẻ ngoài nuột nà, lấn át các mỹ nhân. Tuy nhiên, chỉ số ít được người xem thừa nhận khả năng giả gái xuất thần. Nhắc tới đây, phải kể đến Đào Bá Lộc, nam ca sĩ sở hữu thần thái quyến rũ khó ai sánh kịp. Mới hôm nào còn phải đội tóc giả uốn xoăn kỹ càng, đến nay giọng ca xin đừng gác máy đã có thể tự tin khoe mái tóc thật dài ngang vai. Có thể nói, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nam ca sĩ không thể ra ngoài cắt tóc, nhưng nhờ vậy mà dân tình mới được chiêm ngưỡng khoảnh khắc anh chàng lột xác ngoạn mục thế này. Trong hình ảnh mới nhất, anh chàng đùa rằng ở nhà giết toàn để mặt mộc phờ phạc ghê, cùng với lớp make up kỹ càng và mái tóc dài mượt mà, Đào Bá Lộc thật sự khiến các mỹ nhân V-Biz cũng phải dè chừng. Phiên bản mặt mộc nhưng son phấn đầy đủ của Đào Bá Lộc làm bao người suýt xoa khen ngợi. Từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai MC, Đào Bá Lộc thoải mái hơn trong phong cách ăn mặc, trang điểm nữ tính. Anh chàng nhận về rất nhiều lời khen từ phía người hâm mộ: tóc đẹp, mặt xinh quá, tóc thế này hợp với Lộc quá, để dài ra luôn nghen, thủy mị quá, giống con gái thật. Phải nói rằng trong showbiz, Đào Bá Lộc có khả năng biến hóa phong cách cực đỉnh, xứng đáng nhận được lời khen có cánh vì biệt tài make up giả gái thân sầu. Trước đó, chàng ca sĩ từng chia sẻ thêm loạt khoảnh khắc giả gái, cho biết phản ứng của bố mẹ bạn trai. Hãy like, share, bấm đăng ký kênh để xem nhiều thông tin hơn nữa. Thank you so much, mũ mũ.